Chào anh chị và mọi người, hôm nay tôi chia sẻ cho chị cách treo cái đồng hồ cua ba tọa. Loại này có nhạc cầm xây nha. Thường thì những dòng này gửi đi thì em sẽ bói dây xích lại đây hết. Khi gửi đi em kéo xích, kéo tạo lên, kéo lên trên hết lên tới cái khoen này luôn. Cái khoen tròn này nó hãm là nó có đây là nó ngưng nè. Mình em sẽ kéo lên hết, mình bó dây keo và mình mở ra. Với thường là phía sau nó sẽ có chim xốp với bong bóng nữa. Nên hồi cái đó em quay phần sau này, trước tiên em treo sẵn, em treo luôn. Thì thường mỗi ngày thì tạ nó sẽ thòng xuống, cái này tạ ngày nó sẽ thòng xuống. Đây là dây xích, này là mỗi dây xích tương đương với một tạ nè, dây này dây tạ này. Thì thông thường thì mình kéo lên thì mình nắm mình kéo vậy, hoặc là một tay mình kéo rồi một tay kia mình đỡ nhẹ nhẹ lên hỗ trợ nó thôi, chứ đừng có để lên dùng gì nha, như nhẹ vừa lên thôi, tay kéo người ta đưa lên để đi thì mình sẽ kéo lên về hết. Tại vì mỗi ngày mình lên tạ nhiều khi mình kéo về làm hơi lâu á, có thể là quả lắc nó ngưng rồi nè. Có quả lắc vô thì độ dao động nó mạnh hơn chút, con này chưa mát quả lắc. Thì thường mình gỡ xong xuôi hết trơn rồi mình treo lên xong rồi mình gỡ băng keo quấn dây xích đó, mình mát quả lắc lên. Quả lắc thì đồng hồ của cô thì chỉnh giờ nhanh chậm đó là mình đẩy quả lắc nó chạy lên chạy xuống thôi. Còn loại quả lắc thứ này thì nó là dặn con ốc. Loại này thì nó có con ốc ở dưới này, mình dặn nó siết lên. Còn cúc cu thì đa số nó chỉ đẩy lên đẩy xuống. Này cái mức làm dấu em có cũng là tương đối chính xác nè, không có làm dấu nè. Rồi mình ván vô cái móc đó, rồi mình khiêu cho nó chạy thôi. Rồi mình quay kia mình chỉnh giờ, mỗi lần quay thì chỉ 30 phút. Nó hót xong nó sẽ đàn. Thường thì gửi đi ở phía sau hộp âm, em có gài cộng dây kẽm hai hộp âm lại. Giờ mình rút ra, mở xốp ra để tránh trường hợp nó bị gách hộp âm. Ở phía sau nó có cái chuông gồng vòng nó gõ ben đó. Đây là một tiếng rồi, này là đang gõ sai giờ. Này em chỉnh giờ lại luôn nè. Kim giờ thì mình quay tự do được, còn kim phút là chỉ quay tới thôi nha. 1:30 nè, lộn này, nó đang sắp giờ sai rồi, để em chỉnh luôn. Thường trường hợp này cái kim phút này mình có thể xây lên về này, nó hót 2 tiếng này. Tại bữa hổm em tháo ra em chưa có canh giờ lại, em hướng dẫn cho anh khách ảnh dặn con ốc nó không có cứng. Hai giờ thì mình quay nó sẽ 2:30. Đây nó sẽ 3 giờ, nó sẽ hót 3 tiếng. Thường cái kim phúc này là nó có con ốc hãm đây nè, nó có thể nằm mình mở ra là nó sẽ lệch vị trí, nên thường quay kim là quay gì mình mới kiểm tra được. Nó như tới đây là nó hót rồi nè, mình nhả con ốc ra. Em đang quay điện thoại nên cái tay siết nó không có chính xác. Đó, nhả con ốc ra, kim phúc nó chạy xuống dưới này, mình siết cứng lại. Mình quay mình kiểm tra tiếp. Đó, chỉnh rồi đó. Đây, kim phúc này là nhả con ốc ra là nó lỏng mà. Loại cúc cu nó thiết kế vậy. Rồi vậy thôi à, nó mỗi tạ nó thòng xuống rồi nè, nắm kéo lên thôi. Còn nếu mình kéo mà trường hợp bó lắc nó ngừng thì mình khiều lại. Vậy thôi à, ở phía sau thì nó sẽ có một cái nắp sẵn, em quay luôn chứ em chia sẻ luôn. Phía sau nó sẽ có một cái nắp hộp âm sừng nai này, thì gỡ đi em cũng gỡ ra. Đậu nai này, sừng này cũng rút ra gỡ ra, sao nó cũng có con vít này. Đậu nai này chắc không mở, mở cái sừng ra thôi. Còn đồng hồ thì phía sau thường đa số nó sẽ có cái nắp như thế này, mình mở ra. Cái
rong mình kêu chuông rõ rồi. Đó mà nó không kêu rồi mình có thể để xuống. Có một tay này đỡ hay khó. Đây phía sau nó có cái rong này. Này là âm bên trong á. Này những cơ cấu này nó rất nhạy cảm nên đừng có đụng chạm gì gì tới nó nghe. Nghe gồng kẽm này nè. Tác dụng của nó hãm cái nhạc lại nữa. Chặn cái lá gió nè. Đây là âm, em sẽ gồng kẽm bằng kẹp ra vậy. Đây cũng vậy, kẹp ra vậy. Giờ mình nắm kẽm mình rút lên. Đây rút lên. Cái chi một lớp bọc xốp nhỏ đây à. Rồi vậy thôi, cơ cấu nó vậy thôi à. Đây đừng bao tả nó có học nhạc của nó đây. Đối với dòng cuckoo thì mình nên hạn chế nhạy cảm những cái chi tiết trong đây nha. Sàng lọc chi tiết này nó có thể là nó sai rồi, nó gọi nó đàn sai. Dạ, cảm ơn chị đã xem video.